Bây giờ là trưa Chủ nhật, Châu Ngọc Thủy cũng từ Đà Nẵng xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã thường xuyên vô kênh Châu Trường Vlog và giới thiệu bạn bè cùng vô xem và nghe. Chương trình trưa hôm nay cũng bắt đầu với bạn Thắng Lê. Hoan hô anh Châu Trường Vlog. Xin phép anh nói lại là Nguyễn Văn Đài không còn là luật sư nữa, vì Việt Nam đã tước bằng luật sư của hắn ta rồi. Hắn ta giờ chỉ còn là một tên phản dân hài nước mà thôi. Bạn Lộc Ngôn Hữu, anh nói đến tiền thiếp, nếu ai đó không chịu chia tiền thiếp liệu thì sao? Không chịu chi tiền thiếp, không cho thì thôi bạn. Ví dụ như bạn đi một mình hay là đi hai ba người, ba bốn người mà bạn không cho tiền thiếp thì hơi kỳ. Bạn không cho thì người bạn của bạn họ cũng lấy ra họ cho. Rồi nếu như bạn đi một bàn thì sau khi bạn rời khỏi bàn tính tiền thì họ tính 10-15% tiền thiếp vô trong cái bàn của bạn luôn. Đó là nhiều nhà hàng họ làm như vậy, mà đa số đó các bạn, đa số họ làm như vậy. Tức là ví dụ như bạn ăn 100 đô la thì họ cộng thêm 15% tiền tip nữa là 115 đô la. Đó cho nên còn bạn đi một mình thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Bạn Mạnh Vô Trong, họ không chống đâu anh Thủy, nghề kiếm cơm của họ đấy. Bạn Phát Đạt bảo Helen không mạnh bằng Yagi, đã đi vào miền Đông Nam nước Mỹ gây hư hại ngập lụt ở nhiều địa phương, tại sao không nghe những mồm thối lên bình luận sau vậy ta? Tôi cũng có coi một số tin tức và hình ảnh bão ở bên Florida. Florida thì nó bão quanh năm bạn, năm nào cũng có bão hết cả. Mà bão như tôi cũng đã có lần chia sẻ đó, người dân Florida mỗi lần bão đến là họ mừng. Họ mừng vì sẽ được bảo hiểm đền để họ sửa chữa nhà cửa lại và được dư một ít tiền. Thì tôi cũng nghe nước lụt gần tới kiến xe luôn, gần tới cao gần hết, gần tới mũi xe. Và nghe nói cũng có khoảng 40 mấy 50 người đã vĩnh biệt cõi đời. Thì như mọi khi những cái bão lớn đó thì cái băng đảo Việt Tân nó cũng làm rầm beng đi gây quỹ hỗ trợ bão lụt cho Katrina hay là bão Harvey ở Houston rồi chẳng hạn đó bạn, có hết các bạn. Thì chưa biết cái bão này như thế nào mà không biết nó có định làm xin tiền không, mà còn mồm nó chĩa vô là nó không chĩa rồi. Mà khi mà nó chĩa vô tức là sẽ có vấn đề, là trước sau sẽ nó đi xin tiền đó. Tại vì nó thổi lên nè, cho cái sự lòng thương hại của người ta. Rồi bắt đầu nó tổ chức cái phe khác của nó, bên râu ria của nó đứng ra tổ chức quyên góp tiền bạc để hỗ trợ bão Helen. Bông Hoàng, bạn Bông Hoàng hỏi rằng những người nghe Đào Minh Quân không biết trong đầu họ có cái gì, thật đáng trách cho họ. Thì trách hay tội nghiệp gì cũng là chuyện của họ. Họ ngu thì họ ráng họ đỡ thôi bạn. Đó. Vì đa số là những người túng thiếu, mình cũng thương hại là vì túng thiếu hay là bị một cái tình trạng nào đó, chứ không phải yêu nước, cũng không phải muốn chống lại chính quyền đâu, mà bị Đào Minh Quân dụ thôi. Bạn Trúc Trần, Châu Trương và Hoàng Duy Hùng đã nhìn ra được sức mạnh của Việt Nam và sự khôn khéo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải tự hào về dân tộc mình chứ. Bạn Thiên Ái Nguyễn, nhiều người ở Việt Nam qua Mỹ rất sợ dân cờ vàng, không dám nói về đất nước Việt Nam, gặp họ thì lo lẩn tránh. Có gì đâu mà lẩn tránh bạn, có gì đâu mà sợ, không có gì cả, tại vì bạn sợ thôi. Rồi bạn TMH, chỉ ba chữ tắt này thôi. Ma Mỹ xuất phát từ câu Ma Tây thời Pháp thuộc. Đó là những người đàn bà lấy chồng Pháp, mắc nết, dân Việt rất khinh những người đó. Tác phẩm Số Đỏ là một tác phẩm về thời đó. Thì cái ý kiến của bạn này cũng dài lắm, tôi cũng
tới đây là tôi tạm ngưng phần sau. Phần sau thì cũng diễn tả nhiều quá không cần thiết, cho nên tôi đọc chuyện này cho vừa rồi, chuyện này cũng đủ cái câu ý kiến bình luận của bạn rồi. Văn Tháng Phạm chào cho Trương mạnh khỏe hạnh phúc. Bằng Ban Bùi Xuân chào anh Thủy, ở Đà Nẵng ăn món mì Quảng ấy chưa? Tôi thấy quảng cáo đó mà tôi chưa ăn bạn, tôi thấy mì Quảng ấy hơi lạ, chưa có quan tâm tới, chắc bữa nào cũng ăn thử coi thử nó ngon như thế nào. Ngày xưa đó mì Quảng là chỉ có mì Quảng thì theo ba chỉ, gọi là người Nam gọi là ba rọi đó, với con tôm với vài lát thịt thôi, rồi bánh tráng mà thay vì người ta tráng mì đó thì người ta dùng cái lá mì đó người ta phơi khô rồi làm bánh tráng rồi người ta chiên. Mà mì Quảng ngày xưa là họ dùng cái cối, họ xay gạo ra, họ gạo họ ngâm rồi họ xay ra rồi họ tráng lên, thành ra ăn rất là ngon. Còn bây giờ mì Quảng bây giờ không biết họ làm bằng cách nào mà ăn không có ngon như ngày xưa các bạn đó. Dù là thịt đầy đủ, tôm đầy đủ, có trứng nữa, ngày xưa thì không có trứng, chỉ có một con tôm và vài lát thịt rồi bánh tráng chiên với nước giấm và mắm nguyên chất là ăn ngon tuyệt vời rồi, chứ không có dùng chanh, phải dùng giấm. Đó là mới đúng cái mì Quảng của ngày xưa. Rồi bây giờ mì Quảng nhiều quá, rồi pha chế tùm lum đủ thứ hết. Có mì Quảng gà, mì Quảng thịt bò, rồi mì Quảng thịt vịt, ở trong Quảng Ngã là có mì Quảng thịt vịt. Còn đó, rồi bây giờ thì có mì Quảng ếch, bữa nào cũng ăn thử cho biết. Rồi bằng Ức Lương Lê, nghe anh Thủy nói về ngày 30 tháng 4 1975, tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa, công nhận anh Thủy nói đúng, chúc mọi người được vui vẻ. Ok, rồi một câu trả lời của bạn Lê Bình, là người Việt Nam thì phải như bạn mới đúng. Rồi bạn Quốc Trương Ngô ủng hộ kênh của anh. Bạn Thế Nguyên, nếu anh nói Việt Nam Cộng Hòa còn đến ngày nay thì đất nước Việt Nam không bao giờ có như hôm nay. Em công nhận, duy có một điều tất cả 70% phụ nữ đều làm vợ cho lính Mỹ. Ngay bây giờ anh có thấy không? Đều mơ đại gia, đại ca, trùm xã hội đen, vân vân. Đó cũng phần nào thôi bạn, không có thể nào cái dân mơ đại gia đại ca. Đại gia đại ca thì cũng có bao nhiêu người à, cũng đâu bao nhiêu người đại gia đại ca à, đại ca chứ thì các cô đại ca có cái ham chức vợ đại ca hay là người yêu của đại ca thì mấy cô mới lấy đại ca, mà có đâu có bao nhiêu người bạn. Thì cũng giống đại gia cũng vậy, đại gia thì đa số là có vợ hết à, có vợ mới là đại gia à, ít khi có những đại gia mà độc thân à, độc thân đó là ly dị, ly hôn thì mới là độc thân thôi, chứ còn đại gia là cũng phải nhờ bàn tay người vợ thì mới trở thành đại gia được. Thì có thể đại gia đi guốc ngựa truy phong, đi ăn lén ăn lén thì các cô thì lấy tiền của đại gia, cặp đại gia để cái tiền đại gia rồi thì về lo cho người yêu. Mấy cô mà biết đại gia có vợ rồi mà cũng nhảy vô đại gia thì nhiều khi cặp đại gia để kiếm tiền nuôi con nuôi cái nuôi người yêu, chuyện đó cũng là bình thường thôi bạn, đời nào cũng có, không phải Việt Nam chúng ta mà ở bên Trung Quốc, bên Mỹ, bên nào cũng có rất là nhiều, không có gì mà bạn phải quan tâm, nghĩa rằng là không dính dáng tới mình là được rồi. Nếu anh nói Việt Nam Cộng Hòa còn đến ngày nay thì đất nước Việt Nam không bao giờ có như bây giờ, chỗ 70% đều làm vợ cho lính Mỹ. Bạn biết ngày xưa lính Mỹ đâu qua đâu có bao nhiêu đâu bạn.
qua nhiều đợt, lúc đó là đi được bây giờ là đồng viên nhiều lắm, mới qua nhiều đợt và mới chết tới 58.000 người. 58.000 người. Rồi năm 73 người ta rút quân rồi. Rút quân rồi, chỉ còn lại có Pháp và Việt Nam Cộng hòa thôi. Cho nên bạn nói 70% thì cũng quá đáng. Quá đáng. Ha. Thì bạn nói là 5 6 7% thì có thể là đồng ý những cái chấp nhận được. Chứ còn bạn nói như vậy thì coi thường phụ nữ Việt Nam chúng ta quá. Bây giờ thời đại bây giờ như các chị em phụ nữ người nào cũng giàu có hết cả rồi, người ta đâu có ham tiền để lo đi cặp bồ đại gia, chỉ trừ trường hợp các em nào mới lớn lên sinh viên này nọ, gia đình nghèo khó hay là gặp cái hoàn cảnh như thế nào thì, hoặc là ham những cái món hàng đắt tiền để cặp đại gia được có những món hàng đó. Đó là chuyện đời nào cũng có hết, cho nên không phải là Việt Nam Cộng hòa mà bạn tố cáo một cách quá đáng. Bạn Mạnh Thái, tôi rất ủng hộ những người ở chế độ cũ, không cần họ đóng góp gì cho đất nước, chỉ cần họ biết chia sẻ những gì tốt ở quê hương cho tất cả mọi người trong và ngoài nước biết là được rồi. Tôi cắt một đoạn sau nữa, bạn này viết cũng hơi dài, tôi cắt một đoạn sau. Như vậy đối chừng đó bạn thấy đủ chưa bạn Mạnh Thái? Bạn Thiên Ái Nguyễn, việc Tân hứa với Đài qua biểu tình cho 1.000 đô mà có lèo tèo vài người thất thu nên cho Đài ăn ổ bánh mì rồi phén về Đức. Rồi bạn Tân Chiến, à, bạn Tân Chiến này bạn viết dài quá, không đọc được, xin lỗi bạn. À, lần sau bạn nhớ cô đọng lại và viết gọn. Dài thì chia làm viết nhiều lần, một lần mình có một ý kiến thôi, một lần mình chia sẻ một cái phần nào đó thôi, không cần phải viết vô hết một lần và nó dài quá làm khó dễ tôi và khó dễ cho khán giả nữa, khi đọc ra khán giả cũng cũng dài quá, người ta cũng không nghe, không hiểu câu chuyện nó như thế nào, cho nên xin lỗi bạn Tân Chiến nha, lần sau nhớ ngắn gọn lại nha bạn. Bạn Khâm Mai, Việt Tân chống cộng cùi, họ là Việt gian, là công cụ cộng sản, chống Việt cộng thật là người trong đảng cộng sản sẽ xuất hiện. Ha, bạn này có cái ý tưởng hơi hơi suy diễn, hơi suy diễn nha, suy diễn cái chỗ rằng là Việt Tân chống cộng cùi là đúng rồi. Chống cộng cùi là vì mục đích của họ là để lừa gạt quyên góp tiền bạc thôi mà. Họ là Việt gian cũng đúng luôn, là công cụ cộng sản cũng nửa đúng mà nửa sai. Nửa sai trước là họ chống cộng để kiếm ăn và họ dùng cái lối chống cộng của họ đã làm mất cái niềm tin của người Việt ở hải ngoại, và người Việt của hải ngoại coi họ là một cái đám hủi, đám cùi hủi. Và từ cái chỗ đó người Việt ở hải ngoại mới trở lại nhìn lại con mắt, nhìn lại quay lui, nhìn lại rằng chính quyền Việt Nam rất là tốt, không xấu như bọn chúng nói, điển hình rằng là Việt Nam phát triển và thanh bình như mọi người đã thấy, và họ cũng đã từng về họ thấy rồi. Đó đó là họ làm lợi bằng cách đó. Làm lợi cho Việt Nam, cho cộng sản Việt Nam bằng cách đó, tại vì họ không tin băng đảng Việt Tân nữa, vì đó là họ biết là cái chống cộng cùi, lừa gạt, gian xảo, họ muốn tránh. Rồi một bạn viết năm chữ cái không nha, chữ đi, chữ chê, chữ hát, rồi chữ b, rồi chữ f. Nếu Việt Nam Cộng hòa còn sống thì Việt Nam cũng như thời Pháp thuộc, người dân sẽ ở nhà tranh vách đất, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đói khổ sơ sát. Thì bạn thấy bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu năm chiến tranh Việt Nam chúng ta đâu có phát triển đâu, vẫn ở nhà tranh vách đất, vẫn ở già lá nhà tôn lụp xụp. Nhưng mà sau khi hết chiến tranh thì đất nước chúng ta rạng rỡ như ngày hôm nay, mọi nơi ở khắp
hang cùng ngõ hẻm, mọi nơi, nơi nào cũng có đường phố, đường xá thông thương hết cả. Chứ ngày xưa các bạn đường phố khó khăn lắm, từ bên này sông, bên tô sông đi qua bên kia sông cũng là cả một vấn đề rồi, bạn biết không, phải đi phà hoặc là đi ghe. Nhiều khi phà đã ra giữa sông rồi phải chờ chuyến phà khác, nhiều khi hết ghe phải chờ chuyến ghe khác đó. Mà bây giờ đi bộ qua cũng được, bây giờ có xe đạp qua cũng được, xe gắn máy qua cũng được, xe hơi qua cũng được. Thay vì ngày xưa đi cả một tiếng đồng hồ, bây giờ đi có 10 phút đó. Bạn thấy đất nước Việt Nam bây giờ không? Bạn Tú Nguyễn nên đưa bọn này ra đảo hoang. Bạn Văn Chuẩn, nếu Việt Nam Cộng Hòa thua sớm từ 1973 sau khi Mỹ ký Hiệp định Paris thì đâu có hàng triệu người di tản, đâu mất Hoàng Sa 1974, đâu có bao nhiêu người Việt bị chết vô ích. Đúng bạn, bạn nói cũng đúng. Tại vì phải biết rằng là khi ký Hiệp định Paris năm 1973 là Mỹ rút về nước rồi. Mỹ rút về nước, Mỹ bỏ rồi, Mỹ thả tay rồi. Đâu có còn mà chống cự được bao nhiêu nữa đâu. Mà nếu như biết, biết lúc đó mà biết cũng chịu, vì bạn biết rằng là ai cũng làm lãnh tụ mà, ai cũng muốn vô tủ lạnh mà. Cho nên cứ ráng mà giữ. Và cuối cùng ông Nguyễn Văn Thiệu bỏ đi, ông Trần Văn Hương, ông Dương Văn Minh đầu hàng. Thì ông Nguyễn Văn Thiệu bỏ đi thì ông Trần Văn Hương lên được một thời gian ngắn, rồi mới nhường lại cho ông Dương Văn Minh, ông Dương Văn Minh lên đầu hàng. Nhờ vậy mà đỡ được cái nhiều nhân mạng lắm. Chứ còn nếu mà chống cự nữa là người dân chết nhiều thêm nữa. Vì chống cự rồi cũng phải đầu hàng thôi, thì tại sao không đầu hàng sớm để khỏi tổn thất nhân mạng. Bạn Uông Hải, nửa vòng trái đất TV, Bosa TV, 80% ăn lương của Việt Tân. Rồi bạn Bi Phạm, bây giờ Ngô Kỷ, Hà Văn Sơn lên mạng chửi Tổng thống Mỹ, chính quyền Mỹ ngày này qua ngày khác bằng tiếng Anh, có bị cảnh sát Mỹ sờ gáy không anh? Không bạn, không bạn. Vì họ có thể đưa vô nhà thương điên à, ăn được cái chửi, đứng được cái chửi ở ngoài thì đi lên làm cho cảnh sát đưa vô nhà thương điên, rồi đi lên xin tiền bệnh, tiền tâm thần dễ. Có cái hai các bạn, có cái nữa là các bạn muốn giả đò mà để ăn được tiền bệnh á, thì giả bệnh tâm thần thì cứ ra chửi, gặp cảnh sát chửi này nọ, cứ ra đường qua tay chân qua tay này nọ, hoặc là cứ giả điên, giả điên là ăn được tiền bệnh. Bạn Khương Huỳnh, Việt Tân nói Tổng thống Biden là tình báo của Việt Nam. Rồi bạn, rồi anh Treo Bùi luôn ủng hộ em. Bạn Hai Nguyễn, lão điếu cày Nguyễn Văn Hải trình độ kém, ngồi ghế chủ tọa đoàn, khi bị chất vấn thì nghe gà thành vịt. Nửa vòng Nguyễn Văn Đài thì ngáo đá, háo danh, thế này mà đòi dẫn dắt 100 triệu dân đi lên. Đi lên thiên đường đó bạn. Đi lên thiên đường không bao giờ tới đó. Thì ngu thì ráng đỡ, nghe lời Việt Tân thì hối hận không kịp rồi, lỡ rồi thì bây giờ phóng lao phải theo lao luôn để kiếm sống, để sống qua ngày chứ biết nói sao bây giờ. Để mà bà sợ để khỏi mất danh dự với vợ với con này chứ sao bây giờ. Thì kệ, cứ làm đi để được cái nào hai cái đó. Nhưng mà càng ngày thì càng thất vọng, bởi vì đã giải phóng nước Mỹ rồi, như tôi đã nói đó. Nước Mỹ đã giải phóng, đã được Việt Nam giải phóng rồi. Chiến đồ Đình Chiến ủng hộ kênh luôn trung thực, khách quan và chân thành. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình trưa hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn chương trình tối hôm nay. Xin chào, tạm biệt.